Rồi, xin chào bạn đã quay trở lại với channel mình nha. Thì hôm nay mình vừa mới nhận mũi của má của anh Đạt nè. Thì anh cũng xem qua kênh YouTube của mình và có nhờ mình sửa cái main máy tính nè. Thì hiện trạng máy này đang sử dụng là main Acer H81ME. Thì hiện trạng báo lỗi là power supply detected during the VS power on. Đó. Bây giờ mình sẽ nhấn F1 vào BIOS cho bạn xem. Rồi sau khi vào BIOS thì bạn sẽ nhấn phím F7 nha. Nó hỏi thì các bạn sẽ nhấn OK. Rồi các bạn sẽ di chuyển qua cái phần monitor. Đó, các bạn thấy nè. Cái điện áp nè 12V mà nó còn có 8V nè. Này là hiện tượng tụt áp nha, trên main nha. Bởi vậy khi bạn bật nguồn máy tính lên nó sẽ báo lỗi tình trạng là tụt áp 12V. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tháo máy này, mình sẽ tiến hành fix lỗi này nha. Rồi sau khi các bạn đã biết được cái nguyên nhân là do cái main nó bị lỗi rồi, các bạn sẽ tiến hành tháo main ra và các bạn sẽ tiến hành fix cái lỗi này nha. Thì cái nguyên nhân lỗi này là do cái nguồn quản lý I/O cái và đặc biệt là cái con trợ gián nó bị lỗi nha. Đó, vì vậy mà khi bạn nhìn về tính chất vật lý các linh kiện nào cũng như các bạn sẽ đo còn những con cái con trở nào mà nó hỏng hoặc là bị sét quá thì mình sẽ tiến hành thay thế nha. Đó thì đầu tiên mình sẽ xả bỏ những cái con trở mà hỏng nha. Đó, mình sẽ xả bỏ ra. Sau đó mình sẽ tiến hành mình thay thế cái con trở mới nha. Thì ở đây các bạn sẽ sử dụng con trở gián 1kg nha. Đó, các bạn sẽ sử dụng trợ gián 1kg nha. Đó, sau đó các bạn sẽ tiến hành thay thế vào nha. Thì cái linh kiện này nó khá là nhỏ cho nên là cái việc mà các bạn sẽ thao tác nó sẽ rất là khó khăn nha. Đó, các bạn sẽ tiến hành thay thế con trở gián. Rồi sau khi bạn thay xong thì các bạn sẽ vệ sinh cái vị trí mà bạn đã khò nha, cho những lớp nhựa thông nó sẽ sạch nha. Đó thì đây là cái vị trí cái con trợ gián ở đường I/O, ở đường quản lý nguồn I/O. Đó, các bạn sẽ kiểm tra lại là có những cái con nào mà nó cảm thấy mà nó rỉ sét, tại vì khi các bạn sử dụng lâu thì có thể men nó bị rỉ mạch hoặc là nó mục nha. Đó, vì vậy mà khi các bạn đo kiểm tra các bạn sẽ thấy những cái linh kiện nào mà cảm thấy nó tệ quá thì các bạn xử lý luôn để tránh những cái trường hợp khi bạn làm rồi nó vẫn báo lỗi nha. Đó thì cái con trở này nó là trở gián 1kg nha. Rồi sau khi mình đã thay xong rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành test cho các bạn xem. Các bạn sẽ để ở ngoài, các bạn test OK rồi các bạn sẽ lắp vào khay lại nha. Đó thì khi mình kích nguồn lại thì nó không còn báo lỗi nguồn điện tăng đột biến nữa nha các bạn. Đó, các bạn sẽ vào BIOS, các bạn sẽ nhấn phím 1 để các bạn sẽ vào BIOS. Rồi các bạn sẽ vào
các bạn sẽ nhấn phím F7 lại. Các bạn sẽ vào cái phần Advanced Mode là cái phím F7 nha. Rồi các bạn sẽ di chuyển qua cái mục Monitor nha. Đó, các bạn sẽ sử dụng phím để các bạn di chuyển qua cái mục Monitor. Đó, các bạn sẽ kiểm tra lại cái nguồn điện nha. Đó, như vậy là ở cái phần nguồn điện thì nó không còn báo lỗi đỏ nữa nha các bạn. Như vậy là mình đã fix thành công rồi nha. Rồi sau khi các bạn đã hoàn thiện xong rồi thì các bạn sẽ tiến hành các bạn lắp vào khay, rồi các bạn sẽ tiến hành test lại nha. Đó, ở đây mình sẽ quay cận cảnh cái vị trí mà lỗi nha, là do cái con trở ở cái nguồn quản lý IO nó bị lỗi nha các bạn. Đó, các bạn sẽ tiến hành thay thế bằng những cái con trở mới. Rồi sau khi mình đã hoàn thiện xong rồi thì mình sẽ lắp vào khay và mình test lại một lần nữa nha. Đó, khi mà các bạn đã thay thế ok hết rồi thì khi bạn bật nguồn lên là máy của bạn sẽ hoạt động trở lại bình thường nha, không còn báo lỗi nguồn điện tăng đột biến nữa nha. Rồi sau khi mình đã sửa fix lỗi ok xong rồi, mình cũng đóng gói, mình boot wrap gửi lại cho anh Đạt nha. Đó, rồi thì video mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nhớ like và nhớ nhấn vào chuông đăng ký để luôn luôn cập nhật được những video hay và bổ ích tiếp theo của mình nha.